Vào ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Vũ Minh Phúc và Trần Văn Tuấn cùng chú ở tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Vũ Minh Phúc khi đang nhận kiện hàng chuyển phát, bên trong có khoảng 17.000 viên ma túy tổng hợp. Toàn bộ số ma túy này được các đối tượng ngụy trang trong 24 hộp nhựa hình trụ tròn, phía bên trên có chứa một loại kem màu trắng. Bước đầu Phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó được chuyển phát vào địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với Phúc và có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.